Bức thư game bên đây, xin chào các bạn. Đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với Little Die Bay phần 2. Mình cũng không nghĩ rằng là mình lại tiêu tốn nhiều điểm tinh thần như vậy để chơi game này. Và mãi mình mới chuẩn bị xong cái điểm tinh thần. Có vẻ như là cái việc mà bị những cái con quái vật to lớn đuổi theo nó stress hơn mình nghĩ rất là nhiều các bạn ơi. Mọi lần lên máy tính mình nhìn thấy game là mình cảm thấy rất là nản chí. Nhưng mà hôm nay mình đã quay trở lại rồi. Giờ chúng ta sẽ cố gắng để... Mình nghĩ là... Chắc là gần đến cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ vượt qua cái màn cuối cùng. Rồi. Bây giờ thì có một cái thứ gì đó ở trong các bạn ơi. Lần trước là chúng ta chiến đấu với một cái đứa mập và bây giờ là gầy. Đây có một cái coi gì đó ở chỗ này. Và cắm đầu vào tivi. Có ổn không đấy? Hả? Ông mua vàng làm cái gì thế? Ông mua vàng đá vào các bạn ơi. Có vẻ như là không sao rồi. À có cầu thang ở chỗ này. Có cầu thang chắc là mình phải nhảy qua bên kia quá. May mà cái con gầy đó không đứng dậy để làm gì mình cả. Ồ, mình có cái đèn pin rồi các bạn ơi. À! Có một cái con khác rồi. Nó rên rất là giống zombie và đang cắn cái gì ấy. Quái quỷ như thế. Ở trên sàn có những cái lá là cái gì đó. Mình sẽ cố gắng di chuyển và không kích động đến nó nha. Áo mua vàng rất là tỉnh. Ê tất cả đều đang nhìn vào tivi các bạn ơi. Có chuyện gì xảy ra thế? Hay là có cái tồn tại nào đó đã làm cái gì đó với lại những cái chương trình phát sóng và khiến cho những cái con người ở nơi đây trở nên có vấn đề. Mình thấy là ở trên cái đường mà chúng ta đến đây thì có rất là nhiều những cái người mà đã bị hóa thành quần áo ấy. Đã bị gọi là tan biến. Và cũng có những cái đứa đã bị biến dị. Chắc là do ảnh hưởng của tivi quá. Những cái đứa nào mà còn sót lại là sẽ bị biến dị. Chắc là những cái đứa ở bên ngoài kia đang trên cái đường bị biến dị đó. Để trong quá trình bị biến dị rồi. Cái quái quỷ này rất là kinh tởm. Ở mua vàng. Ở mua vàng an toàn rồi. Cho đến hiện tại là nó vẫn chưa tấn công mình. Có vẻ nó chỉ xem tivi thôi. Ê, áo mua vàng sao lại nhanh thế? Cái những cái địa điểm mà trông có vẻ nguy hiểm thì áo mua vàng đi trước các bạn. Đi sau các bạn. Còn chỗ nó an toàn là tay đi trước không à? Giúp đỡ lẫn nhau lên đó rồi hay là... Chắc là mình kéo rồi. Đi lên rồi. Cái thang máy này tiếng động khá là ồn đấy. Bị khóa rồi. Khoan đã. Hoài, hiểu rồi, hiểu rồi. Mình nghĩ rằng là chắc là mình phải là cái đứa leo lên trên quá. Các bạn đợi tí nhé, để mình thử nhảy qua bên đó xem có được hay không. Không được rồi.
Ê? Lấy của mình là sai à? Chứ bây giờ cái cửa bị khóa ở đó thì không thể nào mở ra được rồi. À! Ngay từ đầu mình đứng ở đây là được rồi. Rồi, áo vai kéo lên. Ê, áo vàng đang kêu mình qua bên đó các bạn. Ủa vậy là không đúng à? Bỏ tay luôn các bạn, rốt cuộc là vẫn là ở bên này thôi. Mình cứ tưởng là mình phải đứng ở bên trên chứ. Bên trên trông có vẻ như là có cái đường ra kia kìa. Áo mưa vàng đang làm cái trò gì đó. Đây không phải là đường ra đấy chứ. Thất sách rồi. Làm thế nào để ra khỏi đây đó, chỉ có mình. Mình là ở trên có đường ấy. Ở bên kia chỉ có cái chỗ để leo qua thôi vậy. Như thế nào đây? Kéo lên là một cái điều chắc chắn rồi. Đây à? Đúng không đấy? Bây giờ mình không thể nào kéo xuống được nữa đâu. Mình đã chọn con đường này rồi. Hy vọng là mình đúng nhá. Nếu mình không leo qua được thì mình sẽ không mở cửa cho áo mưa vàng cái đó được. À, đây, chỗ này đúng rồi các bạn ơi. Đây rồi, áo mưa vàng đâu? Chắc là kéo lên nữa à, không được rồi. Cái chỗ này là mình không thể nào với tay đến rồi. Vậy thì chỉ còn cách là tìm chìa khóa thôi. Chìa khóa nằm ở đâu đây? Nghi ngờ quá, chỗ này sắp tưởng nguy hiểm rồi. Chìa khóa nằm một cái nơi, nằm một cái nơi như vậy rồi. Ơi quay lại, ở đây có một cái áo. Mình tưởng là có đứa nào đứng đó. Rồi, cửa đã được mở rồi. Thì chúng ta làm gì tiếp nào? Ở đó à, kéo đó à. Tí nữa kiểm tra trong căn phòng này xem có gì không. Căn phòng của ai đây? Căn phòng này thì có đồ giống như thám tử gì. Thấy khá là đáng nghi. Chắc là mình phải kéo cái đó rồi. Cái kéo này mình sẽ được gì? Thang máy được kích hoạt à? Không đúng. Vào trong đây lại xem. Trong đây không có gì thay đổi cả. Sao áo mưa vàng không đi theo mình vào trong đây vậy? Không đi về theo cùng mình các bạn ơi. Chứng tỏ là không vào trong đây à? À, chỉ có một mình đi thôi. Chỗ này thì cửa này không mở được rồi. Anh phải kéo thử thôi. À đúng rồi, đi lên trên rồi. À không, xuống dưới rồi.
đi hướng nào đây, đi hướng này chăng? Chỗ này thì không có đường. Mình phải đi đó. Quay. Có khi nào? Lại tí nhá. Hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Có phải là như vậy không? Cái cần đó chính là cái cần để mà kéo cái cầu thang máy lên lại. Ra mà mọi lần mình kéo xuống ấy thì nó lại gọi là trả lại như cũ. Mình phải leo lên chỗ này lại một lần nữa các bạn ơi. Hóa ra là như thế. Rồi 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 rồi. Rồi bây giờ mình đã lên được trên. Ở thảo nào mà áo mưa vàng đứng rất là gần với lại thang máy. Có một cái chỗ để đi vào đây. Lại là cái bóng này nữa. Nhưng mà cái tỷ lệ tìm được cái bóng này của mình rất là ít nha. Mình ra kiểm tra bên ngoài mình thấy nó có rất là nhiều một màn. Thì nói chung là có gần 6 cái bóng từng. Chắc là chúng ta cần phải đi qua cái chỗ bên đây rồi. Ồ, bên ngoài à. Mình rất là thích những cái cảnh bên ngoài như thế này. Nhìn nó có vẻ gọi là rất là ghê các bạn. Rất là hùng vĩ. Ở trên kia có một cái ánh sáng. Rất là có liên quan gì đó rồi. Từ khi cái ánh sáng đó nó đang thống trị cái thế giới này cũng nên. Mục tiêu của chúng ta là chắc là cần hướng đến đó quá. Ố, lên đúng không? Rồi đưa áo mưa quàng qua bên kia. Nhảy qua đúng không? Ô, chỗ này rất là nguy hiểm. Quá là đáng sợ đi. Rồi bên đây có thang này. Đây là cái thang mà nói chung là cảm giác chúng ta rất là nhỏ bé khi mà đứng ở chỗ này. Chỗ này mà dở tại cái là té xuống. Thôi. À rồi đeo ống nước đúng không? Leo lên được, leo lên được. Vào nhà rồi. Lại phải vào trong nữa rồi các bạn. Cái âm thanh gì thế? Cái trần nhà nó tự sụp xuống rồi. Một vài không trốn thì mình đi tiếp thôi. Gì thế?
sụp xuống à. Ôi đừng nói là cái tòa nhà nó sắp sụp đổ rồi nhá. Cũng đẩy cái cửa nào. Nhìn lên. Cái cửa cũng sắp sụp luôn rồi. Quay cái tòa nhà đi. Không xong rồi. À. Rồi xong, xác định luôn. Kỳ này chúng ta phải chiến đấu với một cái thành phố sắp sụp đổ. Alo, phải chạy thoát một cái thành phố sụp đổ các bạn. Chứ không có chiến đấu với lại cái con gì cả. Nhìn lên. Coi chạy không. Ủa. Ê. Nhớ áo mưa vàng cũng chạy không kịp hay sao ấy. Ơ nhưng à cái này là đúng chính xác rồi các bạn ơi. Đó là một cái sự kiện rồi. Áo mưa vàng bị kẹt rồi. Kéo là được không? Ồ may quá. Đèn pin cũng hỏng luôn rồi. Ấp mày còn đi nổi không? Cố lên. Đây là nhà của ai đây? Mình vẽ con mắt đây rồi. Có cả những cái gọi là món đồ chơi liên quan đến con mắt hay sao. Nó có những cái cục xúc sắc. Ôi lại tivi nữa rồi. Mỗi lần đến gần tivi là sẽ có cái cảm giác giống như bị hút vào ấy. Đây đây đây. Cảm giác đây đây. Chạ vào. Này canh rất là khó nha. Ủa gì thế? Thất bại à? Là tôi thất bại. Ờ đến gần hơn rồi. À, cái cửa này nữa mình không tiếp cận nổi cái cửa này. Mỗi lần tiếp cận là áo mưa vàng sẽ kéo ra. Không biết là vào cái chỗ này thì sẽ bị cái gì. Rồi mà đen lính rất là gần rồi các bạn ơi. Mình sẽ biết được tiếp sau cái cửa có gì sao. Cái gì sẽ chờ đợi ở phía trước. Có phải là cái người đàn ông trong bức vẽ không? Quầy. Đang đến à. Ủa đến rồi, đến rồi, đến rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Quái quỷ gì thế này.
Hồi áo mua vàng. Ê. Ê. Cái bóng này. Rồi cái bóng này không lẽ là nhờ cái người khác à? Giờ là mình đã vào được cái thế giới trong tivi rồi đúng không? Thế giới này mà cái con áo đen bước ra. Đi đâu đây? Mà phải lên từ đường này quá. Không phải tìm cách dạo thoát áo mưa vàng thôi. Vậy là cái này mình phải vào từng cái tivi khác nhau quá vậy. Đây có một cái tivi nữa này. Mình tiếp tục vào nữa. Ồ, di chuyển giữa những cái tivi. Rất là ảo. Chuyện gì xảy ra thế này? Cái loại năng lực gì đây? Bây giờ mình không biết bánh mối của áo vàng ở đâu cả. Có đang đi đúng đường hay không đây? Chỗ này có vẻ hơi căng nhá. Chỗ này là ở trên cao rồi. Nói chung là đứng ở trên cao thì rất là rén. Việc ngay thời nào cũng sẽ như vậy mà. May là mình được hồi sinh ở gần chỗ này. Họ nhảy như bình thường cơ mà. Có chuyện gì xảy ra thế? Không bám vào được chỗ đó à? Nhưng chỗ đó không bám vào được hay sao ấy? Mình chỉ thể nhảy qua. Đùa, có chuyện gì xảy ra chỗ này rồi các bạn? Chắc là trơn quá tí. Chắc là trơn quá. Mình rõ ràng như nút chạy rồi nhưng mà nó chỉ buông tay ra thôi các bạn ơi. Không phải là mình cố tình nha. Đấy. Sai à, chỗ này không đúng à. Đây, thử hết mất rồi. À, rồi. Hóa ra là như vậy. Đây có gì đâu. À, rồi vào nhà. Chỗ này không có tivi. Đâu đâu. Có những cái người như là bị mất đi ấy là để lại cái áo luôn, nhưng mà áo mưa vàng thì mất luôn cả cái áo mưa, cho nên là chắc là bị bắt giữ thôi.
quý vị lý do gì? Mở tivi lên xem nào. Ơ, nhạc gì? Nhạc cái remote luôn rồi. Mình nên đi chỗ nào đây? Mở được rồi. Vậy mình cần phải vào ở đây rồi. Remote này có thể mở được tất cả cái tivi ở đây à? Nhiều những tivi ở đây đều cùng loại cả. Mình nhớ là hồi xưa là trong xóm mình là hay có cái trò mà cầm remote ở nhà xong ra chỗ nhà người ta để chỉnh kênh. Đứng ở ngoài cửa mới dựng chỉnh kênh được trong nhà người ta. Kể ra thì trò đó cũng mất dạy thật. Chạy vào đây xem. Hả? Mình nên tắt rồi. Mình chỉ thể vào từ cái chỗ đó thôi. Nếu mình tắt đi cái tivi trước thì có lẽ là mình sẽ dịch chuyển đến chỗ khác nha. Có lại là cái này nữa. Không chạm được nhé. Có cái tàu mình chơi ngu rồi. Phải kéo cái này ra được mà. Không leo lên được rồi. Quay đừng đùa chứ. Rồi xong, chơi ngu rồi các bạn ơi. Lỡ dại rồi. Quay lại mà nó không lên được chỗ đó là hiểu rồi đó. Vì không nên tùy tiện tắt tivi rồi. Có lẽ là chúng ta cần phải đi cái đường ở trên để nhảy qua. Cái xe thì là để kéo. Kéo ra để nhảy thôi. Vấn đề là nhảy qua được không đây? À, được, 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 được. Rồi. Ok. Nhảy quá được rồi. Ở đây có sẵn một cái móc để cho mình đu luôn. Ai lại chuẩn bị chu toàn như thế này? À, đây là một cái bẫy đây.
Thì không sao đấy chứ. Thì chỉ có thể đi được cái chỗ đây thôi. Nếu mình tắt tivi thì chuyện gì xảy ra? Ê! Mình vừa tắt tivi là quay đến nó tỉnh cưỡng mình liền các bạn ơi. Chứ không thể tắt tivi được rồi. Lên được không đây? Quay được cái đồ chứ. Mình phải tắt cái tivi đằng kia xong rồi mình dụ nó quanh đây để nó xem tivi này, và mình sẽ vào từ tivi kia. Sao chứ? Lớn hơn hết là mình sẽ không đụng chạm với nó chứ. Sợ nếu mình tắt tivi cái chỗ này là nó sẽ bay ra nó cắn mình quá. Nhưng mà nếu mình đứng trên đây thì chắc không sao đâu chị. Mình quay lại tivi kia thôi. Ôi, có những cái con quái vật quỷ quái ở chỗ này đây. Lại nữa rồi. Cảm ơn nhé. Tôi té xuống dưới rồi. Mấy cái này chỉ thấy được tivi thôi. Ê! Ơ! Quay 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 quay, đừng có đùa nhá. Tôi đã cố gắng lắm mới lên được chỗ này đấy. Vậy là có những cái tivi nó sẽ vỡ đi. Con kia nó không quay trở lại. Thế giới này càng lúc càng kỳ lạ rồi. Cái thế giới nó bị cái quái quỷ như thế này. Rồi sao có cái giường đâm thủng cái chỗ này là như thế nào? Có một cái con gì đang đứng ở phía kia. Ê! Thỏ! Rất nhiều và đang nhảy xuống các bạn ơi.
dưới cái ánh đèn ở phía trên. Đây chính là tại đạo đúng không? Ở đây chính là những cái người bị tẩy não rồi bởi cái ánh sáng ở phía bên trên kia, và cái tivi là cái thứ phát ra những cái ánh sáng này. Không hiểu là lý do gì mà nhân vật chính của chúng ta và áo mũ vàng thì không bị ảnh hưởng bởi cái điều đó. Rồi giờ cái đứa mà đã bị biến dị chỗ này à? Những cái đứa bị biến dị có lẽ là những cái đứa mà có chấp niệm quá nặng. TV này sẽ dẫn đến đâu đây? Xem nào. Ê! Chắc là phải đẩy cái tivi đi quá. Không đúng rồi. Đẩy cái tivi ngoài đây trước xong rồi mình mới đi được quá. Đúng, mình qua là mình phải nhảy qua nó luôn. Như là cái tivi này có kết nối với lại dây điện. Nào, lên nào. Nghe thấy cái tiếng gì đó không ổn rồi ấy. Hoài đừng có đùa chứ. Bảo tôi là hãy mở cái cửa này ra đi à. Vẫn chưa à? Nhớ lên. May quá. Ôi. Nó không sống lại nữa chứ. TV cho an toàn nhé. Cái này rác không à? Bắt buộc phải mở tivi rồi. Thôi. Này có vẻ chưa có con gì cả.
xuống dưới có xa không này? Không biết là tụi nó có ưu tiên tấn công mình. À, mình đang kéo xuống lại à. Chỗ này làm sao đấy? Giờ đi xuống dưới à? Không biết là có chính xác hay không nữa đây. Đương nhiên là như vậy rồi. Để xem nào, mình cần phải làm cái gì đó để nhảy lên trên đúng không? Có lẽ là mình phải cần phải làm gì đó để nhảy lên thang máy quá. À rồi, hiểu rồi. Trước cái lúc cái thang máy lên tầng trên cùng là mình phải dùng tivi để mình đi ra. Chắc có lẽ là vậy thôi. Rồi. Rồi bây giờ là mình đã lên được đấy. Ê. Ô lên được rồi. Đi lên. Rồi 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 rồi. Đây, mục đích của mình là đến cái tầng này. Này có gì nào? À, đây rồi. Được không đây? Tức gì là như thế rồi, nhảy không được các bạn ơi. Vào thế nào để nhảy qua được đây? Đứng từ đây nhảy qua à? Không biết là mình có nhảy vào được bốn tấm không nữa. À. Chắc chắn là nhảy qua bốn tấm rồi.
Đấy, nhảy qua được này. Khoảng cách không có thể nào tính toán được cả. Rất là khó canh cái khoảng cách bởi vì chúng ta không nhìn ngang được ấy. Và chúng ta đang nhìn ngang, chúng ta không nhìn dọc được. Tính làm người điện đến bao giờ đây? Nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ đây thôi. Rồi, mình biết là điện công hiệu với tụi này luôn, được rồi. Tại TV luôn rồi. Chắc là phải tìm, phải kéo cái ghế ra để mở lên quá. Không biết là con đó có sống lại không. Nó mà sống lại một cái là khốn nạn luôn ấy. Thôi nào. Nó tập trung vào xem một cái tivi rồi. Cảm thanh gì thế? Chỗ này có rất là nhiều điện nha. Mình có thể làm được gì ở đây đây? Bên kia có cầu giao điện. Vào sau bên trong đây xem. Đây có TV. Và chúng ta có đẩy cái xe để đi được. Không lẽ là cái xe này có thể đẩy xuống. Tên thôi. Sao xe chạy thế? Cố lên nào. Đây là không có nước này. Mày qua phòng này không có con gì cả. Con khoan, mình đang tắt điện đi đúng không? Mình đang cố gắng tắt điện đi đúng không? Cái lũ ngoài kia nó có kéo đến không vậy? Bây giờ hết điện rồi. Có khi là mình phải kéo cái xe này qua để mình chạy lên quá. Rồi.
Khó thế. Xe nằm ở hướng nào vậy? Rồi qua được rồi. Ok. Ê? Không phải là leo lên cái xe lửa đó. Ấy không. Không 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 không. Hoài cái này khó nha. Đòi hỏi kỹ thuật nhảy của mình đi. Đòi hỏi kỹ thuật nhảy của mình là mình phải nhảy một lần qua bên đó luôn. Nếu không là giật điện. Hiểu rồi. Hiểu cần làm gì rồi. Cậu vào tivi. Mà cái tivi đó không biết là dẫn đi đâu nữa. Ôi mà làm sao mình trở về được đây. À, có thể leo từ hướng này cơ mà. Ai mà có thể ngờ được cái giỏ hàng đó chính là cái chìa khóa. Rồi, đòi hỏi cái sự nhảy hay nhảy đẹp của mình nha. Wow. Đúng rồi, yeah, nhảy được rồi. Ui, mình có cảm giác như mình sắp sửa té xuống dưới á. Nghe tiếng rên rỉ của tụi nó. Hả? Ôi giời ơi, cái quái quỷ gì thế này. Chẳng muốn bước xuống một chút nào cả. Chắc mình mà nhảy xuống chỗ đây, tụi nó buông lại mình một cái là chắc là điểm tinh thần của mình cạn kiệt hết luôn ấy. Làm gì đây? Biết là mở cái tivi đó rồi nhưng mà mở một cái là coi như là hiểu luôn ấy. Phải làm cái gì đây? Mở cánh cửa thì được không? Đừng có đồ chứ, tắt tivi à. Vậy thôi nào. Rồi lại kiểu này nữa rồi. Cái mà tôi cực kỳ ghét. Thôi nhé.
qua được rồi. Số lượng tụi nó rất là đông. Đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được áo mưa vàng nữa, không biết là áo mưa vàng bị bắt đi đâu rồi. Lâu lắm mà không thấy bóng dáng nào cả, nhớ lắm rồi. Ê! Vẫn không cứu được áo mưa vàng. Quay. Không lẽ đâu. Tôi chiến đấu với người đàn ông gầy nè. Ê! Hoàng ta chẳng làm được cái trò khỉ gì cả. À, cầm cái đó để đập cái cửa đây. Có vẻ như không phải máu chiến rồi các bạn ơi, mà là phải đập cái cửa để chạy rồi. Cảm giác rất là bất lực khi mà phải chạy khỏi cái con này. Rõ ràng để mồi để nhử đây mà. Đáng ghét thì phải chạy các bạn ơi. Không cứu được ở mưa về mà còn phải chạy nữa. Con này mở cửa rất là đơn giản. Không nghĩ nó đuổi theo mình một cách gọi là ngắn gọn như vậy đâu. Có tiếng chân ở trên rồi. Có cách nào để hạ con này không? Cái đường đi tiếp này. Vô đây lại phải chạy kiểu này rồi. Con này còn có khả năng dịch chuyển nữa các bạn, rất là đáng ghét. Có người là mình có chạy đâu chứ nữa nó cũng đuổi theo mình kịp ấy. Đấy, thủ như vậy rất là khốn nạn nhá. Ơi, nó dịch chuyển qua bên đây cho mà xem. Còn mình thì chỉ có đôi chân rất là bé nhỏ thôi. Chết rồi. Ê, vừa rồi là chạy không kịp ấy à.
Mình phải kéo cái cần đó, mà nó đuổi theo mình rất là nhanh các bạn ơi. Hồi nãy rồi thì bỏ xa nó một đoạn, nhưng mà bây giờ lát lại nó đuổi theo kịp mình rồi. Không được mít chỗ này. Đúng rồi, không được mít chỗ này. Xe lửa chạy rồi. Không biết điều kiện để dịch trệ của con này là cái gì cả. Ê, bị thương rất là nặng rồi. Không phải là đi xuống dưới rồi. Rồi mình không nhảy được nữa hay sao ấy. Đi theo ông mua vàng. Hướng này à? Không xong rồi các bạn ơi. Bị thương rất là nặng ở chân rồi. Có thể leo thang được. Không có vàng đang chỉ đường cho mình, mà leo rất là chậm. Đường ống nước. Sao chúng mình có thể chiến thắng con này đây? Phát huy sức mạnh thật sự rồi. Phát huy sức mạnh thật sự các bạn. Pháp tự của chúng ta có một sức mạnh khủng khiếp như thế này sao? Rất là ngầu các bạn ơi. Không để cho nó chạm vào mình. Vẫn còn có thể chiến đấu nữa. Ê, chiến thắng rồi.
Ồ, bây giờ là tấn công cái này nó luôn đúng không? Cái nơi mà vào cánh cửa thật sự là cái nơi hồi đại rồi cái con kia bước đến này.